Rồi, em Linh, kênh Đồ Nhật Bãi. Xin kính chào toàn thể mọi người. Rồi, em cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ kênh. Mọi người nếu như ai đăng ký rồi thì xin mọi người hãy nhấn vô cái chuông nha, cái chuông để cập nhật những video mới nhất của em á. Để mọi người kịp thời chọn những cái mặt hàng ưng ý, kịp thời đặt hàng ha. Rồi ai chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ em nha. À, em xin cảm ơn. À, cái hình thức mua bán thì em cũng xin nói lại. Thì đặt hàng thì ngồi có thể nhắn tin hoặc điện thoại trực tiếp cho em. Số điện thoại thì em có ghi trên tiêu đề video. Rồi thanh toán tiền hàng thì em cũng xin nói luôn. Mọi người có thể chuyển khoản, nếu như mọi người có thể thì mọi người hãy chuyển khoản giùm em. Còn những trường hợp mà vì điều kiện, ví dụ như xa xôi hay là những cái bác lớn tuổi không có biết về cái cách chuyển khoản thì em cũng nhận ship code. Nhưng cái hình thức ship code thì xin mọi người vui lòng thanh toán tiền ship giùm em. Còn chuyển khoản thì em sẽ bao ship à. Rồi thông tin tài khoản thì em sẽ cung cấp cho mọi người. Còn nếu có thể thì mọi người có thể xem ở dưới cái phần mà mô tả video á, thì em có ghi rõ bên dưới. Rồi em xin cảm ơn mọi người. Em xin hôm nay chắc em lên một clip. Tại vì hàng em làm không kịp. Em chỉ làm được chỉ vệ sinh chỉ được bao nhiêu đây thôi. Thì em xin đi mô tả chi tiết từng cái mặt hàng cho mọi người. Thì em cũng xin quay tổng quan trước cái đã. Đây xà cầy đủ loại. Rồi cũng chìa khóa, cờ lê, đuôi chuột, mở lết răng, mở lết, rồi dũa, rồi kèm, cũng ít đồ nha mọi người. Rồi em xin mô tả chi tiết ạ. Thì đầu tiên là mã số 901. 901 là cây xà cầy 6 tấc. Cây xà cầy 6 tấc. Cái này thì theo như em nghĩ thì cái cây này chắc là chưa sử dụng mọi người. Còn rất đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy nè, hai bên đây ha, hai bên cổ còn rất đẹp. Rồi cái sống lưng nè, đó cũng chưa thấy dấu hiệu đóng nha. Rồi đầu nhũ đinh của nó nè, còn rất đẹp mọi người. Cây này còn rất đẹp, dung lô xà cầy này còn rất đẹp nha mọi người. Còn đây là cái đầu xà beng, cái này là cây xà beng chứ, đây là đầu xà beng nè mọi người. Còn vuông vức đó, nước sơn nè. Cây này là nội địa Nhật chính hãng nha mọi người, nội địa Nhật chính hãng nha, tức là sản xuất tại Nhật luôn nha mọi người. Đây người ta có dập chìm kích thước 600. Bên đây thì là cái logo của nhà sản xuất nè. Hình như cái này là của chết mắt hay sao, chết mắt bên cái mảng xà cầy đó. Cây này thì nó đúng 6 tấc nha mọi người. Còn những cái mặt hàng xà beng mà xuất vô thị trường Nhật á, thì thường là nó không chính xác. Ví dụ nó 6 tấc thì thường là nó chỉ 5 tấc 9 đó. Nhưng mà cây này là chính xác 6 tấc. Em đo là chính xác 6 tấc nha mọi người. Và cây này nó nặng, 1 ký 370. Rất là nặng, rất là nặng nha mọi người. 1 ký 370. Đó, thì cây này có giá là 300.000. Còn rất đẹp nha mọi người. Còn rất đẹp, rất là nặng. Rất đẹp. Rồi mã số 901. Cây xà cầy 6 tấc. Giá 300.000. Thì cây
Mã số 902 cũng là cây xà cầy 6 tấc, cũng nặng 1,370 kg và giá cũng 300.000. Nó y xì luôn mọi người, nó là một hãng. Nó cùng hãng với lại cái cây 901 luôn. Tình trạng thì nó cũng tương đương với cây 901 luôn mọi người. Nó chỉ nhâm nhâm do để bãi da đập nè. Chứ tình trạng thì cũng còn đẹp. Nếu mọi người thấy nước sơn rồi nè, em về em cũng có vệ sinh, em chà rửa nó lại. Coi cạnh dưới cũng vậy, cây xà beng cũng vậy. Còn vuông quất. Còn rất đẹp nha mọi người, cây này, hai cây này, hai cây sáu tấc này nó đẹp như nhau. Rồi. Cân nặng cũng như nhau, chiều dài cũng như nhau và giá tiền cũng như nhau. 902 300.000. Chuyển khoản em bao ship hết nha mọi người. Rồi tới mã 903. 903 thì em bán theo combo nha. Combo 2 cây. Thì 2 cây 1 cây 903 nè. Combo 2 cây thì em nói giá luôn 270.000. Hai cây này nó nặng chưa bằng cái cây 6 tấc nha mọi người. Hai cây này thì cây nó nặng 5 lạng 2. Một cây nặng 7 lạng 4. Đó, cộng lại thì chưa được chưa bằng hai cây 6 tấc. Nó chỉ được có 1 lạng 2 60 thôi. Chưa bằng. Đó thì cái combo này nó bao gồm hai cây là một cây 4 tấc rưỡi và một cây 3 tấc 7. Thì em mô tả từng cây. Cây 4 tấc rưỡi là nó cũng cùng hãng với lại hai cây 6 tấc nha mọi người. Tình trạng thì nó cũng có sử dụng qua nè mọi người thấy ha, cũng có dấu nhâm nè. Dấu nhâm thôi chứ nó không móp nha mọi người. Đó, nó chỉ nhâm thôi. Cái hàng nội địa này, cái hàng sản xuất tại Nhật này nó rất là thép, rất là cứng mọi người. Đó, hai bên cổ nè. Hai bên cổ này còn tán lừ á. Đó, rồi cái quan trọng là cái đầu nhổ đinh. Đầu nhổ đinh mọi người thấy nè, không hề có một cái dấu mẻ gì luôn. Dấu mẻ, dấu díu gì hết á. Trong bề ngoài. Cái đầu xà beng thì nó có dấu hiệu mòn. Nó mòn hai bên góc thôi. Đó, chứ còn cái đầu xà beng thì nó vẫn còn rất là tốt. Ngoại hình cũng còn rất đẹp nha mọi người. Đó. Ngoại hình nó còn rất đẹp. Rồi tới cái cây thứ hai trong combo này. Cây thứ hai là 3 tấc 7 nè mọi người. Cây này thì nó cũng là hàng nội địa luôn. Ở đây họ có dập chìm nè mọi người, cái thông số nè, nhưng mà khác hẳn. Nó không cùng hãng với lại cái cây đó. Cây này thì nó có dấu hiệu sử dụng nha mọi người, nhưng mà cũng sử dụng rất ít. Cái sống của nó nè mọi người thấy không, chỉ dập à, cái này thì hơi dập hơn, nó hơi dập hơn, hơi dập hơn, nhưng mà không đáng kể nha mọi người. Còn hai bên cổ nó cũng vậy, hắn lừ cạnh đâu nè mọi người thấy ha, cạnh nó còn cong đều ha. Rồi phần nhổ đinh á thì cái thằng này á, cái miệng nó rộng hơn nha mọi người, cái miệng nó rộng hơn và nó cũng có dấu hiệu nhổ đinh nè mọi người thấy ha. Cũng có dấu hiệu răng nhưng mà không mẻ nha mọi người, chỉ nhâm thôi. Đó, rồi cái đuôi xà beng thì nó tè ra nha mọi người, nó bự ra nha, đuôi xà beng này bự. Nó ngoại hình thì cũng còn khá đẹp, cạnh kiết rồi mọi người có thể thấy nhìn rõ cạnh ha, cạnh nó dạ sáng đó, cạnh còn rất là liền lạc, rất thẳng thốn nha mọi người. Đó thì cái combo này là bao gồm hai cây đó, một cây 4 tấc rưỡi và một cây 3 tấc 7. Đó thì combo này là giá 270.000, mã số 903. Rồi tới thêm một combo nữa là 904. Đó, 904 là combo này nó bao gồm 3 cây, như hai cây dài một cây ngắn. Đó thì ở đây á là cây ngắn này á, thì nó cùng hãng, nó là hàng nội địa nè, em chắc chắn nè.
Cây ngắn này nó có kích thước 180 à, cây ngắn dẹp nhỏ, cái này để nhổ đinh chỉ rồi được đó, cây ngắn nhỏ nhưng mà còn đẹp đó. Cái logo nè mọi người, logo này là hàng hãng của Nhật nè đó, tình trạng còn đẹp. Là cái cây nhỏ là cây tắc 8. Rồi hai cái cây dài thì cây ở giữa là cái cây 3 tấc 3. Thì cái này là nó không có thương hiệu nha mọi người. Nhưng mà xà cây này thì em nghĩ nó là hàng xuất Nhật. Nghĩ nó là hàng xuất Nhật tại vì nó không có cái logo của nhà sản xuất gì hết. Chắc có lẽ là họ chỉ dán tem thôi, nhưng mà tem này thì chóc hết rồi. Nhưng mà ngoại hình còn đẹp. Ngoại hình còn đẹp nha mọi người. Hai bên cổ ha. Sống lưng thì cũng chỉ nhâm 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 dập dập, nhưng mà hai bên hông, hai bên cổ thì còn rất là đều nha mọi người. Đó, quan trọng thì cái phần nhổ đinh nè, nhổ đinh còn nguyên nè, không mẻ không gì luôn. Cây này chắc họ không có nhổ đinh đâu, mà chỉ để họ gõ họ đập cái gì đó. Đó, phần xà beng này cũng vậy, phần xà beng còn vuông vức nè. Đó, này nó bị xét thì nó nhâm thôi. Đó rồi, cây này là cây 3 tấc 3. Rồi cây cây 4 tấc rưỡi. Cây 4 tấc rưỡi thì cũng vậy, cũng là chắc là hàng xuất Nhật. Nó cũng giống như cây 3 tấc 3 đó. Nó tình trạng thì nó cũng cây này như chưa sử dụng. Cây này là chưa sử dụng nha mọi người. Đó. Đây, đầu nhổ đinh nè. Nói chung là cái lô này còn rất đẹp. Toàn lô xà cây này là xà beng này là còn rất là đẹp. Rồi đuôi xà beng này cũng có dấu hiệu nhâm 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 thôi, nhưng còn rất đẹp. Ngoại hình cũng vậy, ngoại hình còn rất đẹp. Đó, thì cái combo 3 cây như mô tả nãy giờ đó, là mã số 904 giá 250.000. Rồi, tới 905. 905 là một bộ cà lê gọi là chìa khóa nha mọi người. Đầu dòng đầu miệng. Cái này thì mình mọi người dùng nhiều ha. Nó tiện nữa. Nó cơ động, nó dễ dùng. Rồi em có cho thêm cái cây, em có thêm một cái cây 1922 vô trong này. Thì mã số 905 giá nó là 350. Thì nó bao gồm một cây hai đầu miệng này ha, 1922 với lại 2 4 6 8 cây một đầu miệng một đầu dòng. Thì cây 1922 nè, mô tả nó trước đi. Đó. Zaben. Này của Nesren nha mọi người. Này nó làm cái mẫu mã rất là đẹp, nên Nesren nè. Rất là hầm hố luôn. Mà thép đen nữa. Thì cây này mới chưa sử dụng. Cây này chưa có sử dụng. Nói chung là em lựa là hầu như là tất cả đều chưa sử dụng. Rồi tới cái đầu dòng đầu miệng thì cây nhỏ nhất của nó là cây số 9. Cây số 9 của Tantan nha mọi người. Tantan. Đó. Cây số 9. Rồi cây số 10. Cây số 10 của KBF. Cây số 11. Cây số 11 thì của SNT Asahi. À, Asahi đó mọi người. Japan. Nói chung đồ nghề này em lựa là em chỉ lấy hàng em biết đó là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Hàng sản xuất tại Nhật nha, chứ còn mà những cái mặt hàng mà nó xuất Nhật là em không lấy nha mọi người. Em không lấy, mặc dù là cái mẫu mã nó rất đẹp, nó còn rất mới. Nhưng mà em không lấy nha, em chỉ lấy hàng của nội địa Nhật thôi. Rồi cây 11 rồi tới cây 12. Cây này đúng không mọi người? Cây này. Ủa. Cây 13, cây 14. Cái bộ này nó thiếu cây 12 nha mọi người.
thiết cái 12 rồi. Vậy 8 nó chỉ 9 10 11 rồi tới 13. Cái 13 cũng tốt. Cái 3 cũng tốt nha mọi người. Nếu mọi người có tìm hiểu về hàng nội địa Nhật thì mọi người biết, đọc tên hãng là mọi người biết rồi ha. Rồi cây 13, cây này 14 rồi mọi người, cây cây 9 phần 16 nè, là cây 14 này của Aigo. Aigo. Rồi tới cây 15. Cây 15 thì của Bích. Cây này nó bị thăm chỗ này. Cây này thì ngoại hình nó không được đẹp, nhưng miệng mồm thì chưa sử dụng nha mọi người. Dòng rồi ha, nó chỉ nổ thôi. Rồi cây 16. Cây 16 là cây Kintoni. Kintoni. Cây này nhìn đẹp mọi người. Nó mạ cái gì mà nó mù giống như là inox mà inox mờ đó mọi người. Cây 16. Rồi cây 17. Cây 17 thì của Kawasaki. Mấy can. Rồi. Đó, nó bao gồm những số như em mô tả đó. Đó là nó là mã số là 905. Là bộ Clay một đầu dòng một đầu miệng, giá 350.000. Nhưng mà nó có thêm cây 19 22 là cây hai đầu miệng nha mọi người. Rồi tới mã số 906. Giá 130.000 là cái đuôi chuột 17 21 của Super. Thì cây này nó thông dụng nha mọi người. Cây đuôi chuột đảo chiều là một đầu 17 một đầu 21. Đảo chiều. Thì tình trạng này răng cỏ nó còn rất là nhọn nha mọi người. Mà tối rồi mọi người khó thấy nha. Nó còn rất là đều, rất là nhọn nha mọi người. Đó. Rồi cái chốt đảo chiều nè. Đó, mọi người nghe ha. Còn rất là tốt. Nói chung nó cũng có lắc nhẹ thôi. Cái lắc nhẹ. Rồi kích thước nó thì chắc 20 à. Kích thước nó 20 thôi. Nó mã số 906 là cái đuôi chuột 17 21 của Super. Giá 130.000. Rồi tới 906 tới 907. 907 giá 250.000 là cái mỏ lết răng. Mỏ lết răng của em MCC. MCC. Ngoại hình thì còn tương đối thôi. Ngoại hình thì còn tương đối thôi nhưng mà nó còn liền lạc. Quan trọng là răng cỏ nó nè. Răng cỏ thì nó còn y nguyên à. Nó còn y nguyên nha mọi người. Ăn trên ăn dưới nha. Cái này chắc giống chưa sử dụng quá. Mọi người thấy không, còn bằng phẳng ha. Giống chưa sử dụng á. Đó. Đó rồi cái nấm dặn còn sáng trưng à. Thì cái cây này mà nó dặn được chắc cũng khoảng nó dặn được khoảng 35 30, chắc cỡ 38 nha mọi người. 38 á, 38 là chắc là 38 là em dặn là cái nó lên nó còn chưa lún khúc nè. Thì mọi người sử dụng mọi người cũng dặn chưa lún khúc vậy cho nó có điểm tựa nha. Có điểm tựa chứ mình dặn lên quá, mình dặn lên quá nó hụt thì nó có điểm, nó không có điểm tựa thì nó quạt dữ lắm. Thì mình dặn mình chừa lại một khúc vậy đi. Đó, thì cho nó có điểm tựa. Nó cây này thì căng cỏ còn nguyên à. Các chi tiết được còn nguyên à. Cây này chắc là mới nhưng mà họ quăng bãi thôi. Quăng bãi thì nó bị oxy hóa. Thì kích thước của nó là 250 mm. Đó, mã số 907 giá 250.000.
Rồi tới mã số 908. 908 là 2 cây mỏ lết. Một cây mỏ lết 200ml của Lotter. Và cây mỏ lết 150ml của Sankey. Cây 150ml của Sankey thì cây này có sử dụng lướt cho mọi người, có sử dụng lướt nhưng mà miệng này nó còn bằng phẳng nha, nó chỉ hơi dập chút xíu cái này thôi đó. Tình trạng này dặn ngọt ngào chân chu. Mấy cây nhỏ nhỏ này thì nó cũng có gơ lắc nha mọi người nè, nó gơ lắc nhưng mà rất ít đó. Ra vô thì hơi nhiều nhưng mà còn cái gơ lắc ngang dọc đó, thì ít đó. Cây này cũng còn khá mới đó, cây 150ml. Còn cây 200ml của Lotter thì ngoại hình cũng tương đối thôi, mình cũng tương đối thôi nha mọi người. Nhưng mà cây này chắc cũng có sử dụng hay sao, hình như chưa, cây này chưa sử dụng mọi người. Không có dấu, nó chỉ bị oxy hóa thôi. Nó dặn ra vô thì ngọt ngào chân chu, cũng có gơ lắc ngang nhẹ nè mọi người thấy ha, gơ lắc tới lui thì ít nha mọi người. Cái này có thể nói là không gơ lắc đó. Rồi 908 là hai cây mỏ lết này, cây 200ml của Lotter và một cây 150ml của Sankey, giá 200.000. Rồi em xin cắt ngang đây, chắc em lên một clip nữa mọi người ơi, thời lượng nhiều rồi. Rồi em lên tiếp clip 2 luôn. Rồi em xin tạm biệt mọi người.